Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh vừa long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập cơ sở Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố tới dự. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo trên 5.500 cử nhân đại học, gần 1.000 thạc sĩ, trong đó 20-30% sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy là con em Quảng Ninh, trên 90% sinh viên đại học văn bằng 2, đại học vừa học vừa làm và thạc sĩ đã tốt nghiệp là cán bộ công chức và viên chức của tỉnh. Kết quả đào tạo của trường đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực có trình độ cao, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như các tỉnh thành trong cả nước, khẳng định chủ trương đúng đắn của tỉnh Quảng Ninh trong việc cho phép hỗ trợ trường Đại học Ngoại thương thành lập cơ sở tại Quảng Ninh. Nhà trường luôn giữ vững thương hiệu là trường đại học uy tín chất lượng hàng đầu của cả nước. Năm học 2024-2025, nhà trường chào đón 102 tân sinh viên chính quy các chuyên ngành kinh doanh quốc tế và kế toán kiểm toán. Nhân dịp này, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh biểu dương khen thưởng các sinh viên tiêu biểu năm học 2023-2024, sinh viên có kết quả xét tuyển cao nhất và sinh viên tiêu biểu tại cơ sở Quảng Ninh.